Ê, hồi nãy người có trả lâu tới đây, bố bối đã trả hết tiền cho ông rồi. Thôi đi tìm bố bối đi. Thật ra tiền trong trà lâu không cần trả nhanh tới như vậy. Nói thiệt cho bà biết, Tôn Võ để dành tiền xài vào việc khác. Hả? Xài vào việc gì đây? Tôi không có. Tôi thấy bà mấy tháng nay hành động bất tiện, gia đình này do bố bối lo hết cũng mệt cho bà, cho nên tôi muốn mua món quà nhỏ tặng cho bà vui. Ê, cái đó đương nhiên rồi. Thôi đi lấy tiền của bố bối đi. Sao lấy tiền của bà chứ? Ừ, ông quên sao? Những chi tiêu trong nhà đều do bố bối lo hết, tiền ở chỗ bố bối đó. Thôi thôi được rồi, đi tìm bố bối đi. Ê, Tôn Võ, đi mau đi. Wow, Tiểu Điệp, bà càng ngày càng khó coi đó nha. Bởi vì ông tạo ra như vậy, có người đàn bà nào có bầu coi được đâu, thiệt hết nói. Nè, bà đi là khó coi nhất, lắc tới lắc lùi. Bụng bự làm sao đi vững được, không lẽ đi như vậy hay sao chứ? Cái bụng của tôi cũng bự vậy nhưng mà đâu có lắc giống như bà chứ. Trong bụng của ông toàn là mỡ không à, còn trong bụng của tôi là người biết cử động, đâu có giống hệt như ông đâu. Có gì khác biệt, mỡ của tôi cũng biết lắc vậy, cũng đâu khó coi giống như bà chứ. Hả? Ông muốn làm gì? Muốn làm gì cũng được. Ông có tin là tôi đập con trai ông nhào ra hay không? Ê, đừng có ra tay nha. Tôn Võ chết bầm. Ây da, ơi đừng đá, vẫn chơi với cha của con thôi mà. Mẹ làm sao đành đánh con tới ra ngoài được. Mẹ vẫn chơi thôi, đừng có đá. Quỳnh muốn mua miếng ngọc bối cho tỷ tỷ. Phải, bởi vì Tiểu Điệp lớn tuổi mới sanh con cái bụng chình nình, cho nên tôi muốn mua món quà nhỏ tặng cho bà. Vậy được, cần bao nhiêu tiền? Không có mát, 20 đồng thôi. 20 đồng? Miếng ngọc đó mắc quá vậy. Đồ tốt đương nhiên phải mắc tiền chút. Ờ, đương nhiên rồi. Đừng có đưa chồng. Tiểu Điệp, xin lỗi nha ông chủ. Chuyện gì vậy? Ông gạt chúng ta đó. Tiểu Điệp, đừng có nói bậy nha. Hả? Con chối đó hả? Chúng tôi đã nghe rõ rồi. Mang đâu? Ông chủ à, bất cứ gì tôi phải nói ra thôi à. Nếu như tôi không nói ra, tháng này tôi không được lãnh tiền lương đó. Mang đầu hãy nói rõ, ta không hiểu ý của người. Ông ta lấy tiền để đi làm tiền đường, để cho mang đầu đi tìm ngũ thứ tư. Thật hả? Ông đã quên 100 quân côn rồi sao? Hả? Ông đã quên lần trước ông nằm liệt ở nhà 3 tháng, ngay cả trở mình cũng trở không được. Ơi, còn nữa, ông đã quên ông nói với tôi và bố bố thế nào. Đủ rồi, đừng có nói thêm nữa. Có 20 bạc mà nó gây như vậy. Bây giờ cho dù đi 100 đồng, Tôn Võ cũng không lấy. Quay nè nè nè. Tại sao lại như vậy? Bỗng nhiên lại nhắc tới ngủ tứ tư. Cách mềm xài không được, xài cách cứng. Để tối nay mình đi chôm tiền, lỡ chôm không được thì làm sao? Tiền của mình không lẽ chôm không được? Dễ lắm thôi mà, len lén vào trong phòng, mở cái hộp tiền ra, lấy tiền rồi dột cho lẹ. Lỡ như có người tới tính làm sao? Cất tiền vào trước cái đã. Vô đi. Ê, mạng đầu, khăn gói làm gì vậy? Ông chủ, mạng đầu tới đây nói là mạng đầu sắp ra đi đó. Ai biểu người đi? Nhị phu nhân. Tại sao? Nhị phu nhân biết ông chủ đây muốn tìm ngũ tướng quân, cho nên mới kêu mạng đầu đi. Nếu muốn tìm ngũ tướng quân thì phải kêu tôi đi mới đúng chứ, thì không biết điều chúng nào hết. Còn người vừa lười vừa ngu, ăn là nhiều lại không có sức, không làm gì hết chỉ uổng cơm gạo thôi. Nhưng đã sống chung bao nhiêu năm, đừng nói là người, cho dù là chó đi nữa Tôn Võ cũng không đành đuổi đi đâu. Ông chủ à, mạng đầu lúc nãy nó cũng hơi nữa thôi mà. Đừng có lo phần nữa kìa, Tôn Võ đi tìm mấy bả. Nhị phu nhân kêu mạng đầu đi tìm ngũ tướng quân. Hả? Nói cái gì? Kêu mạng đầu đi tìm ngũ tướng quân. Tìm không được ngũ tử tư, ông không có cam tâm đâu. Tiểu Điệp cho biết là không muốn nhìn thấy Quỳnh mỗi ngày buồn bã không vui. Mạng đầu, con không chịu đi. Mạng đầu biết rõ. Đi sớm gì sớm hả? Dạ. Cho nên Tôn Võ thường nói, biết Tôn Võ thì chỉ có. Đừng có nói nữa, muội đã biết rõ Quỳnh muốn nói gì rồi. Ờ, vậy thì nói đi. Quỳnh muốn nói biết Tôn Võ chẳng qua là nhị vị phu nhân chúng tôi phải không? Không phải, ý Tôn Võ muốn nói là biết Tôn Võ thì chỉ có Tiểu Điệp và bối bối đây thôi. Ngũ tướng quân, chuyện gì? Tôi phải có điều bẩm báo. Có chuyện gì nói mau đi. Ngũ tướng quân, chúng ta từ quê nhà đến đây 3 tháng rồi. Ta biết chứ. Trong 3 tháng qua chúng ta 3 ngày xuất phát, ban đêm cắm trại, ngựa không ngừng gió. Tướng quân, ai nấy cũng... Có gì nói thẳng, đừng ấp úng nữa. Tuân lệnh. Mọi thứ gần đây nghe có tin đồn trong quân đội đó là hành quân như vậy, cực khổ quá. Không biết là vì mục đích gì. Nếu như mà tiếp tục như vậy, e rằng là quân sẽ tản mạng. Mục đích lần này không thể nói rõ được. Nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bất lợi đối với việc hành quân.
lòng quân chán nản. Ngươi nghĩ rằng còn cách gì đây? Bà cứ muốn xin tướng quân hạ lệnh để cho mọi người nghỉ vài ba hôm. Có thể để cho mọi người nghĩ là tướng quân quan tâm đến thuộc hạ. Được rồi, cứ làm theo ý của người đi. Cách đây khoảng nửa dặm sẽ có một thành cao quách. Chúng ta cắm trại lại đó nha. Tuân lệnh. Đi. Tướng quân, chỗ này không nên cắm trại. Tại sao chứ? Người này là ai? Tiểu nhân Dương Tiến, là cư dân địa phương, xin làm hướng đạo cho đại tướng quân. Chỗ này không tiện hạ trại à? Là người nói hả? Chính là tiểu nhân. Tại sao? Tướng quân, chỗ này là mảnh đất xui xẻo. Xui xẻo như thế nào? Từ cổ tương truyền, người vào trong thành cao quách, có vào không có ra. Truyền thuyết hả? Điều người nói không có bằng cớ sự thật. Tướng quân, chúng ta thà tin có chứ không tin là không. Truyền thuyết ngày xưa có lý lẽ của nó. Lý lẽ gì? Trong vòng mấy mươi dặm chỉ có thành này mới có thể đóng quân. Có phải cần phải đi thêm mấy chục dặm nữa tìm một nơi khác mới là có lý hay không? Nếu người hướng đạo khác cũng nói là chỗ đó xui xẻo, không lẽ chúng tôi phải đi thêm mấy chục dặm nữa hay sao? Hạ lệnh vào thành. Tướng quân, ngươi đừng có nói thêm. Nếu không thì quân pháp xử trí. Chỗ này thật sự là mảnh đất xui xẻo. Mong tướng quân hãy tin tưởng tôi. Ngươi mở miệng ra là nói mảnh đất này là nơi xui xẻo. Vậy thì chuyện xui xẻo gì đã xảy ra? Tướng quân, nói ra đây có lẽ ông không tin, nhưng mà sự thật là như vậy. 10 năm trước, một đoàn thiết giáp kỵ của Tần quân đã cắm quân ở chỗ này. Nhưng mà chỉ trong vòng một đêm, 3 vạn thiết kỵ hoàn toàn mất tích hết. Tại sao lại như vậy? Đã bị yêu quái ăn thịt. Quan đường. Tướng quân, thật sự là như vậy. Từ đó về sau, thường nghe tiếng khóc của quỷ mà. Nghe nói là linh hồn của 3 vạn thiết kỵ bên kia từ ở dưới đất chui ra để tìm thế thân đó. Im miệng, bị đâu? Nhốt tên này lại cho ta. Tướng quân ông, vào thành. Dạ. Không biết tướng quân có chuyện gì muốn gặp bản vương vậy? Thân mẫu và thiếu chúa muốn rời khỏi Tần quốc, mong đại vương phê chuẩn. Thần tướng quân bỗng dưng muốn đi, không lẽ ta không có chỗ nào chu đáo sao? Không phải, không phải. Chỉ là vì cuộc sống ở Tần quốc quá an nhàn đi. Mỗi ngày ăn uống vui chơi 3 bữa, 1 bữa yến, 5 bữa đại tiệc rồi. Tôi chỉ sợ thiếu chúa sẽ vô tri, chỉ biết hưởng thụ mà quên đi nỗi khổ mất nước và trách nhiệm phục quốc. Hơn nữa. Cái gì? Chỉ sợ là thân mẫu nói ra sẽ bị đại vương khiển trách. Bản vương hứa không trách đâu. Xin tha thứ thân mẫu nói thẳng nha, nước Tần sắp bị diệt vong rồi. Ngươi! Quân vô hí ngôn, đại vương có hứa là không khiển trách mà. Tại sao thân tướng quân lại nói như vậy? Với tài trí thông minh của đại vương, không lẽ đại vương không hiểu sao? Thân tướng quân có gì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải châm biếm. Nước Tần sẽ bị diệt vong vào trong tay của Ngũ Tử Từ. Ngũ Tử Từ đã phát binh tấn công Tần quốc rồi. Thần tướng quân sao mà lo xa quá vậy? Theo như thám tử hồi báo, Ngũ Tử Từ đích thực đưa mình xuất trình, nhưng mà hắn thảo phạt không phải là Tần mà là Tấn đó. Đại vương, không lẽ đại vương chưa từng nghe qua kế Dương Đông kích Tây hay sao hả? Đại vương, xin đại vương coi bản đồ này. Ngũ Tử Từ đi vòng tấn công Tấn, nhưng mà nếu như bỗng dưng hắn quay quân về phía đông, trong vòng 3 ngày là hắn có thể tới thẳng Hàm Dương. Cái đó thuần túy theo sự suy đoán của Tần tướng quân thôi. Thân mẫu có từng làm việc qua với lại Ngũ Tử Từ, biết rõ hắn dụng binh kỳ lạ, khó lòng đoán trước. Huống chi nước Tần lại là trở ngại lớn nhất của việc xưng bá của Ngô quốc. Cho dù Ngũ Tử Từ giống như những người nói đưa mình tới xâm phạm nước Tần, cũng chưa chắc gì bị hắn diệt đâu. Đại vương chưa biết đâu, Ngũ Tử Từ quân kỷ nghiêm minh, lại dụng binh thần bí, khó ngờ trước. Binh mã Tần quốc thiên hạ vô địch, chủ động xuất kích có lẽ không bằng Ngũ Tử Từ, nhưng mà giữ lấy thành trì, bản vương đây có lòng tin đó. Với sự quan sát liên tục của tiểu nhân đây, e rằng đại vương quá chủ quan đó. Được, vậy thì mời thân tướng quân hãy xem sự lợi hại của binh mã Tần quốc. Yeah.
Bang tướng quân, binh mã của ta có phải là thiên hạ đệ nhất hay không hả? Không lẽ thần tướng quân không đồng ý à? Đại vương, có thể nào cho thân mẫu đây kiểm nghiệm không? Người, hãy rút thanh kiếm này ra. Hãy đâm vào chỗ này, đâm chết ta đi. Hả? Ta biểu người đâm chết ta. Hãy đâm chết ta đi. Thần tướng quân, đại vương, thực nghiệm đã hoàn tất rồi. Hả? Mời. Kỹ thuật và kiếm thuật của quân đội có thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà nói về quân kỷ nghiêm minh và sự gan dạ của binh sĩ thì không thể nào so sánh với binh sĩ của Ngô Quốc đã tác chiến lâu năm. Nếu mà quân đội giống vậy để kiểm duyệt và biểu diễn thì còn được, nhưng mà nếu như ra trận tác chiến như vậy quả là mạo hiểm đi. Nếu như mà ý lại vào quân đội như vậy để bảo vệ lãnh thổ đó hả? Thân tướng quân nói rất đúng, chúng ta hồi cùng bàn lại sau. Mời. Thật ra nước Tần quốc khố dồi dào, binh cường mã tráng, võ khí tinh lương, nếu đem so sánh với Ngô Quốc thì không xê xích chút nào. Chỉ thiếu ở chỗ là không có tướng tài giống như Ngũ Tử Tư trăm năm hiếm có thôi. Thiên kim di đất, lương tướng nan cầu. Tuy rằng lương tướng nan cầu, nhưng mà có lòng tin tìm kiếm thì không lý gì không kiếm ra được. Ý của thần tướng quân là đương kim thiên hạ chỉ có một người có thể thắng được Ngũ Tử Tư. Ai? Quỷ Cốc Tử. Bây giờ quốc nạn đương đầu, nước Tần có thể nói là trong lúc nguy kịch. Nếu như không mời Quỷ Cốc Tử thì tại hạ sợ Tần quốc sẽ nguy hiểm ngay lập tức. Nhưng mà vì quân của tổ tông, một khi mà nước nhà rơi vào tay người khác, thử hỏi đại vương làm sao có thể giữ di quân tổ tiên đây. Mong đại vương hãy lập tức quyết định. Bản vương tiễn nhận người tới đây thôi. Thật tướng quân, bảo trọng nha. Tạ đại vương. Mời. Một lát nữa gặp Quỷ Cốc Tử thì phải nhớ rõ ba điều. Thứ nhất là đừng bao giờ nói với hắn trên ba câu. Thứ hai, đừng nhìn vào cặp mắt của hắn. Thứ ba, đừng để cho hắn đụng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của ông. Tại sao? Tôi là người thủ vệ thứ tư ở chỗ này. Người thứ nhất đã nói với Quỷ Cốc Tử hết 5 câu. Ngày thứ hai đã giết chết 12 người trong gia đình của hắn, sau đó tự tử qua đời. Người thủ vệ thứ hai bất cẩn, chỉ nhìn vào cặp mắt của hắn có một cái thôi thì đã cầm đao cắt cuốn họng của mình rồi qua đời. Vậy còn người thứ ba? Người thứ ba sau khi mang cơm tới cho Quỷ Cốc Tử đã bị Quỷ Cốc Tử bắt được. Quỷ Cốc Tử đã dùng tay móc trái tim của hắn ra. Ông phải cẩn thận mới được. Ta không sợ. Các hạ cũng không phải không có hay sao? Bởi vì xưa nay tôi chưa từng thấy Quỷ Cốc Tử. Tôi là như vậy. Quỷ Cốc Tử trên đỉnh núi kia. Ông lên trển đi. Có chuyện gì cứ gọi tôi, nhưng mà cũng vô dụng thôi. Tôi không thể cứu ông. Ta không sao đâu. Nửa canh giờ sau tới đón ta. Sao lần này lại sai một tướng quân tới? Tại sao lại biết thân phận của ta? Những người bình thường bước chưa cũng có nặng tới như vậy đâu. Chắc chắn là một người có kinh nghiệm nơi xa trường. Hơn nữa, không phải là một tên vô danh tiểu tốt. Nhà ngươi là tướng quân của Sở Quốc. Ngươi? Hả? Người có giọng nói của Sở Quốc, nghe tiếng nói vào khoảng 30 mấy tuổi. Đáng tiếc ta nhìn không rõ mặt và người. Thế nào đây? Tại hạ Thân Bao Tư. Thân Bao Tư?
thân bảo tự. Tại hạ có việc muốn thọ giáo với Quỷ Cốc Tử tiền bối. Ở nhà còn có người nào không? Quỷ Cốc Tử tiền bối, thân bảo tự ngày hôm nay muốn xin được thọ giáo với ông về việc điều binh khiển tướng. Ồ, thân tứ quân có chuyện khó mở miệng phải không hả? Có câu, không có chuyện gì không thể nói cho người ta biết. Thân tướng quân, có phải cả gia đình đều chết hết? Sanh tử có mạng, thân tướng quân cũng đừng có quá đào thường. Tuy nhiên, những người bạn chí thân tiếp tục qua đời, cho dù có cứng rắn cỡ nào đi nữa, cũng khó kềm chế được những giọt nước mắt của mình. Thân tướng quân, tôi rất hiểu rõ tâm trạng của ông. Quỷ Cốc Tử tiền bối, nếu như con ông còn sống, năm nay bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi đã chết yểu hả? Thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, người sống trên đời khổ nhiều hơn là vui. Chết, chết có thể gọi là lối thoát. Thân tướng quân, tại sao ông cứ ái nái ở trong lòng như vậy chứ hả? Con trai ông còn sống, chắc là kháo khỉnh lắm phải không? Vậy thật sự là một thảm sự ở trên đời. Tại sao lúc đó ông không chịu cứu nó chứ? Chính tôi đã hại nó. Chính tôi đã hại nó. Tiếng gì vậy hả? Không biết nữa. Tướng quân, đó là âm thanh gì? Không biết nữa. Đã kêu là suốt cả một canh giờ rồi, không biết có phải là quan hồn hay không. Nói bậy. Lúc nãy nghe hướng đạo và những binh sĩ nói, đó là những quan hồn ra để mà tìm thấy thần đó. Toàn là lời hồ đồ. Nhưng mà binh sĩ bên ngoài rất lo sợ. Thật là vô lý. Có phải có ma không vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ai dám giả thần giả quỷ, ta sẽ giết ngay. Ta không muốn nghe tiếng quỷ đó nữa. Dạ. Xem kìa. Tướng quân đợi chút. Sợ cái gì? Chúng ta đông người có gì phải sợ? Theo ta. Người thấy chưa, họ đều là người, nếu là ma thì cần gì đốt lửa để sưởi ấm. Đứng lại cô đại hả? Tại sao giả thần giả quỷ? Bồ tát ra im miệng. Ghê quá, Quỷ Cốc Tử miệng. Bồ tát ra, hãy cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Dễ sợ quá, Quỷ Cốc Tử, nó là Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử nó lại
Dễ sợ quá. Ông ta muốn chúng tôi chết. Chúng tôi không muốn chết. Dễ sợ quá à. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Mỗi ngày ông ta đều ở chỗ này. À, à, Nguyễn Cấp Tử kìa. Tướng quân, chúng ta về trại đi. Hãy bắt tất cả chúng ta hết chúng ta. Bẩm báo tướng quân, những phụ nữ mặc áo trắng kia đã bị giam hết rồi. Ừ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngày mai xuất phát trễ hơn một canh giờ. Ngươi đi nghỉ đi. Ta phải nghiên cứu cách tấn công và phạt nước Tần. Ngũ tướng quân, có rất nhiều binh sĩ muốn bỏ đi đó. Tại sao vậy? Bởi vì họ sợ hột mà tới quấy nhiễu. Ta đã bắt hết rồi mà. Nhưng mà lòng quân đã loạn, không muốn ở lại. Không muốn ở lại? Vậy đi đâu? Họ muốn về qua nhà trước rồi tính sao. Không được. Hành quân đánh giặc kỳ nhất là vô công trở về. Vô công trở về có nghĩa là đã bị chiến bại. Đối với lòng dân cả nước, không cho phép làm như vậy. Nhưng mà... Đồng thời ngươi cũng biết rõ, chúng ta mới xuất chinh chỉ có 3 tháng mà quân sĩ đã mệt mỏi rồi. Nếu như ban đêm lên đường, e là tiếng quán trách sẽ nhiều hơn. Và nếu như tin tức loan truyền ra phía trước, có quân Tần và quân Tấn họ đang rình rập, nếu như hai đại quân kết hợp với nhau, thì hậu quả lúc đó sẽ như thế nào? Điều này ngươi không cần nghĩ, ngươi cũng biết mà. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi ổn định lòng quân, không được thất thoát. Dạ. Nếu như còn nghe tiếng khóc than kìa, lập tức báo cho ta biết ngay. Tuân lệnh. Theo thám tử hồi báo, quân Ngô đã đóng quân 2 ngày ở tại Cao Quách và cũng đã bắt những phụ nữ áo trắng giam cầm 2 ngày rồi. Sĩ khí của quân Ngô như thế nào? Lòng người bàng hoàng, đêm ngủ không yên. Còn về sĩ khí, đại dương chắc đoán được mà. Được. Quỷ Cúc Tử quả nhiên có biện pháp. Bản như không ngờ hãm cầm bao nhiêu phụ nữ để làm gì. Quá ra là nhiễu loạn quân tâm. Dạ. Bước kế tiếp phải làm như thế nào? Có phải tấn công nước Ngô không? Còn chưa tới lúc đâu. Quỷ Cốc Tử còn muốn đại dương hãy cho hắn 50 tên trọng phạm đã bị xử tử hình. Ờ, 50 tử tội à? Muốn làm cái gì đây? Quỷ Cốc Tử không nói. Ông chỉ nói cần 50 tên tử tù thôi. Được, chuyện này bản dương giao cho thân tướng quân lo hết. Dạ. À, nè Tôn gia, ông đã ngồi chỗ này nhìn ra phía trước 3 ngày rồi, ông đợi ai vậy? Tại sao uống trà mà không uống rượu? Bỏ rượu hả? Không phải, Tôn võ sợ uống say rồi không được tỉnh táo. Ta đang chồng tin rất là quan trọng. Có chuyện gì mà quan trọng hơn uống rượu chứ? Mang đâu? Ông chủ. Uống miếng nước rồi nói hả? Ông chủ à, lúc nãy đã nói tới đâu rồi? Người nói tới Ngũ Tử Từ đưa mình tới thành Cao Quách gặp những nữ ma biết ca hát. Nói tiếp đi. Ngũ tướng quân đã ra lệnh bắt mấy tên củ quỷ kia để tránh làm nhiễu loạn quân tâm. Nhưng lòng quân đã bị nhiễu loạn rồi. Tại sao xảy ra chuyện như vậy chứ? Sao nữa hả? Sau đó đã xài hết tiền đường cho nên đã về đây. Mang đầu, lúc nãy người nói mấy tên nữ quỷ kia biết ca hát, người còn nhớ lời hát không hả? Hey, lời ca thật là thê thảm, nghe mà mệt ở trong người luôn à. Nghe rồi là muốn chết á. Kịch liệt như vậy? Nói ra ta nghe thử. Tôi nhớ không rõ nữa. Hai câu cũng không nhớ hả? Hai câu hình như là: đời người quá đau khổ, chết để mà giải thoát. Sanh sanh tử tử, khổ khổ lạc lạc, tử vô khổ sanh vô lạc, tạo đẳng tiên canh hưởng cực lạc, giải thoát sanh khổ màu giác ngộ. Phải, ông chủ còn nhớ rõ hơn tôi nữa. Hả? Quỷ Cốc Tử. Là Quỷ Cốc Tử. Ông chủ, sanh rồi. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Quỳnh đi đâu vậy? Đi uống rượu. Lúc này là lúc nào mà lại đi uống rượu nữa? Tỷ tỷ đã sanh cho Quỳnh một con trai, vào xem đi. Mừng chồng chủ nha. Còn không chịu vào? Tôn Võ, hãy đặt tên cho đứa con đi.
Lão già hãy coi thiếu gia đẹp trai ghê chưa. Chân mày thì giống của huynh, còn những chỗ khác thì giống tỷ tỷ. Sau này nó lớn khôn chắc là đẹp trai lắm. Đừng khóc, đừng khóc hả? Đừng có khóc nha. Đừng khóc hả? Ngoan, ngoan, đừng khóc. Đừng khóc nha, đừng có khóc mà. Đừng có khóc nữa. Có phải vừa ra đời đã biết thế gian đau khổ nên đã lớn tiếng khóc vậy? Nếu đã biết đau khổ thì ra đời làm cái gì? Phải rồi, tử vô khổ, sanh vô lạc. Có phải trách Tôn Võ đã để cho người vào đời hay không? Vậy để Tôn Võ đưa nhà người đi tìm lại tổ tông nha. Ê da, ông chủ à, tại sao quan tử thiếu gia như quan bánh bao vậy? Chuyện gì vậy hả? Chuyện này như thế nào? Không biết nữa, có lẽ ông chủ không có rượu cho nên nổi giận đó. Người đàn bà kia nữa không? Không phải. Lập tức kêu 50 vệ sĩ đem theo võ khí theo ta ra ngoài. Dạ tướng quân. À, đứng lại. Ok. Những người ở phía trước nghe đây, nếu như các ngươi không ngừng lại thì ta sẽ giết chết không tha. Bắn tên. Chuẩn bị bắn tên. Tướng công, tướng công đang làm gì vậy? Mở cửa đi tướng công. Tướng công, tướng công à, mở cửa đi. Quỷ Cốc Tử sau khi vào nhà họ Tôn đã tìm cơ hội nói chuyện với Tôn Võ. Không bao lâu đã bị những kiến thức phong phú về quân sự của Quỷ Cốc Tử cùng những lời biện luận linh hoạt của ông ta thu hút. Quỷ Cốc Tử đã nói cho Tôn Võ nghe về việc ba miền, và Tôn Võ đã có quyết định ảnh hưởng tới suốt đời của ông ta, cho nên đã theo Quỷ Cốc Tử bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi. Ý, cái này để ở đây được rồi. Tiền là giỏi. Bà ngoại của Tôn Võ đã vì sự ra đi của Tôn Võ cho nên bệnh nặng, và sau đó nhớ nhung cháu ngoại cho nên điên khùng, và kết cuộc đã dùng dao giết chết ba người và tự tử qua đời. Bà hãy uống thuốc đi. À,
Chỗ này là chỗ giao tranh giữa hai nước Trịnh và Ngụy. Sau trận chiến tranh đó đã chết trên 3 vạn người. Đây là một cuộc đại chiến sáng lạng. Chết nhiều người quá vậy? Chiến tranh dĩ nhiên là phải chết người chứ. Người chết càng nhiều càng tốt, máu chảy càng nhiều cũng càng đẹp. Để hãy nghĩ xem, lúc đó tiếng vũ khí đụng chạm ở ngoài chiến trường vẫn còn tiếng kêu thảm thiết của những người bị thương. Mùi máu tanh của máu thật là kích thích lòng người. Cuối cùng con đã biết người nào đã thắng hay là không. Nhưng mà cuối cùng con có biết người nào thắng hay không? Không biết. Nước Trịnh đã thắng. Bởi vì nước Trịnh đã có một kế sách, đó là mời bạn vào lọ. Con cũng muốn biết mời bạn vào lọ nghĩa là gì hay không? Dạ muốn. Được được, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Mời bạn vào lọ tức là bày ra nghi trận trước, sau đó mê hoặc kẻ thù. Đợi kẻ thù tới rồi, dùng hết sức đập nó, sát nó, sát nó, sát. Cái chỗ này có phải rất yên tĩnh không? Dạ phải. Hãy cho tôi biết những hoàn cảnh xung quanh có những cái gì. Ở dưới có một ngôi làng. Hãy nói rõ ràng một chút. Ở trong làng có bao nhiêu người, bao nhiêu dê, bao nhiêu bò? Ở trong đó trồng cải hay là trồng lúa? Ở trong làng có trai có gái, có rất là nhiều gà vịt, và có một thím đang giặt đổ bờ giếng. Có một con bò thiệt là to, rồi có một đứa bé đang kéo nó. Dưới đó trồng cái gì xanh quá, có mấy người nông phu đang cày đất, có chim tê tẻ đang bay. Chỗ này lập tức sẽ khác hẳn ngay. Tại sao vậy? Tại sao lại vậy? Đập chết luôn, đại sao dám đập chết luôn gà của ta hả? Đừng giết gà của ta. Chết nè. Chồng chết nè. Chồng chết nè. Chết nè. Đập chết người. Ây da, ây da. Đập chết này ngươi nè. Chết này ngươi nè. Dám đập gà của ta hả? Chết đi. Chồng chết nè. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi hả? Chết nè. Chồng chết nè. Người dám giết gà của ta hả? Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Thấy rõ chưa? Đó chỉ là chiến tranh. Tàn nhẫn quá đi, tôi không coi. Ê, đừng có chạy, đừng chạy. Hãy xem kìa, mở to cái mắt ra mà xem đi. Mở ra, đó chỉ là chiến tranh đó, tàn nhẫn như vậy đó. Hãy xem đi, hãy xem đi. Đáng tiếc ta không thấy đường, nếu ta thấy đường sướng biết mấy hả? Không coi. Nếu ta thấy đường thì sẽ sướng biết mấy hả? Tôi không coi, không coi. Sư phụ, tại sao ở đây đông người quá vậy? Bởi vì chỗ này sắp đánh giặc nữa rồi. Sư phụ à, chúng ta đi đâu đây? Cứ việc đi thẳng về phía trước, đi thêm 30 mấy bước, quẹo tay trái. Ở chỗ đó có một cái chòi nghỉ mát. Tại sao chỗ này quen thuộc quá vậy? Cái đó đương nhiên, ta đã ở đây 20 mấy năm, làm sao mà không quen thuộc. Đi mau. Đi mau, đi mau, đi mau, bằng không sẽ không kịp họ đâu. Họ? Họ là ai vậy? Đừng có hỏi nữa. Còn nít, chỉ có thể dùng cặp mắt xem, dùng tai nghe, đừng có hỏi nhiều quá. Nhớ rõ chưa? Dạ. Mau lên, mau lên. Ngân, có biết chỗ này là chỗ nào hay không? Dạ không biết. Đây chính là nhà của ta. 10 mấy năm rồi chưa có về nhà. Ngày xưa ta lìa khỏi chỗ này còn là cái đêm đầu tiên sao tận hồn đó, ngươi có biết không? Sao sư phụ lại bỏ nhà ra đi? Ta muốn chứng minh ở trên đời này là có một người chịu lấy thân mụ như là ta đây. Hơn nữa có thể mãi mãi hầu hạ ta. Ta không tin, cho nên ta phải về đây để chứng minh vấn đề này. Làm sao chứng minh đây? Vào trong là biết liền. Đi. Bà không ngờ tôi trở về phải không?
thề non hẹn biển, suốt đời không đổi, hoàn toàn là giả dối. Đứa con này là của ai? Tôi tưởng không về nữa chứ. Tôi đã nói rồi, bà không thực tình đối với tôi. Còn nhớ hay không, bà đã thề rằng sẽ hầu hạ tôi suốt đời nữa mà. Ông không nói một câu đã bỏ đi như vậy. Tôi đã đợi ông mười mấy năm rồi. Không phải bà nói đợi tôi suốt đời suốt kiếp hay là sao? Vậy chứ muốn cái gì đây? Tự mình kết liễu đi. Bà đã nói với tôi mà, nếu như bà thay lòng đổi dạ thì trời đánh thánh đam bà. Đây chẳng qua chỉ là con dao nhỏ thôi. Thứ tư 38 kg 2, dùng dao cắt đứt mạch máu của một cánh tay, máu phải chảy 10 tiếng đồng hồ. Nỗi đau khổ trong 10 tiếng đồng hồ đó bà chịu nổi phải không? Cho dù bà có chịu đựng được sự đau khổ trong 10 tiếng đồng hồ cũng không thể nào vượt qua cái cảm giác khủng bố trước khi chết. Bà nhất định phải kêu cầu cứu hay là dùng giải cột chặt cánh tay của mình lại. Cho nên bà sẽ không chết đâu. Hãy rót ly trà cho tao uống đi. Dạ. Mời. Công, không sao chứ? Có chứ. Quỷ cúc tử tái xuất hiện, hiền đệ đại nạn lâm đầu. Phát cửa ra đi. Dạ. Ác mộng không thể nào quên được. Tướng công, không sao chứ? Có chứ. Quỷ cúc tử tái xuất hiện, hiền đệ đại nạn lâm đầu. Phát cửa ra đi. Dạ. Ông chủ không có khóa cửa. Tướng công đang nghĩ cái gì vậy? Không có ai thoát được, không có người nào trốn được. Tướng công đang nói cái gì? Không có ai thoát được, không có người nào trốn được. Tướng công nói cái gì vậy hả? Ông chủ cho biết không ai trốn được, không ai thoát được. Ta biết, nhưng ta muốn biết rõ tại sao tướng công lại như vậy. Dạ, nếu mà ông chủ còn như vậy, không chết cũng vô dụng. Em nói thiệt đó mà. Không ai trốn được, không ai thoát được. Không ai trốn được, không ai thoát được. Tướng quân, đừng nói thêm, mau an ủi những binh sĩ khác, đừng có tự loạn trận tuyến. Dạ tướng quân. Tại sao lại như vậy?
các người là ai? Ai đã sai các người tới đây hả? Bắt bọn họ lại. Dạ. Cẩn thận. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Dạ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Thực ra họ lại. Tại sao họ làm như vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Đau quá. Đau quá. Ta phải ra ngoài chế ngự tiếng trống kìa. Cả đêm qua tứ quân không ngủ rồi. Hay là để thuộc hạ đưa người tới đó đi. Báo cáo tứ quân. Chuyện gì? Chúng tôi lại phát hiện những bạch y tử sĩ. Họ ở đâu? Hai dặm phía đông và ba dặm phía nam đều có. Nhiều như vậy à? Để ta. Tướng quân à, để tôi đi. Hai mặt có nhiều tử sĩ, họ chống không nổi đâu. Thuộc hạ cho một đội người tới đó. Tướng quân là rường cột của trăm ngàn quân, đừng để thất thoát. Nếu không nghỉ ngơi, e rằng sức khỏe tướng quân không chịu nổi. Tại sao có nhiều tử sĩ vậy? Hỏi từ đầu tới. Báo cáo tướng quân. Có chuyện gì nữa mau? Phía tây cũng có bà đi tử sĩ tới. Phía tây cũng có. Tại sao lại có chuyện lạ như vậy chứ? Phải bắt sống cho được một người để hỏi cùng. Báo cáo tướng quân. Lại có chuyện gì nữa? Binh sĩ của hai trại phải trái đòi về nước. Vậy thống lãnh của hai trại đâu? Chính họ ra lệnh cho đi. Báo cáo tướng quân. Có tin gì nữa mau đi. Thám tử hồi báo có đại quân Tần Quốc đã tới hai dặm ngoài thành. Nửa canh giờ nữa sẽ tới đây. Tại sao lại báo cho ta biết trễ vậy? Thám tử sợ bị quái bắt nên không dám đi thành quá xa. Khi phát hiện được thì quân Tần đã ngoài ba dặm rồi. Chính Tần Quốc. Chính là Tần Quốc. Chúng ta đã mắc lừa rồi. Chạy mau đi, chạy mau đi, không được chạy. Ta ra lệnh không được chạy, nghe ta nói chưa? Tướng quân à, tôi thiệt sợ quá. Tướng quân, bây giờ là quân đã loạn, chúng ta rút lui đi. Ta là thống soái của đại quân, không thể làm trận rút lui. Nhưng mà triệu tập tất cả binh sĩ, chúng ta xông ra ngoài. Tướng quân, bây giờ xông ra ngoài cứ như là chết. Chúng ta rút lui trước rồi kiếm cách sau. Quân lệnh đã ban ra, người dám vi phạm à? Được, bạn soái đích thân ra trận. Tướng quân, yeah.
505 trước công nguyên, Thân Bao Tư hợp soái Tần Quân. Tần Quân đánh hạ Ngô Quân. Tâm nguyện phục sở của Thân Bao Tư cuối cùng đã hiện thực. Tướng quân, tỉnh dậy đi tướng quân. Tướng quân à, tỉnh dậy đi tướng quân. Tướng quân, tướng quân, tỉnh dậy đi tướng quân. Giết, để đi tướng quân. Trận đánh đã kết thúc rồi. Tướng quân, tiền bối quả nhiên dụng binh như thần. Đạo quân Ngũ Tử Tư đã bị tận diệt. Vậy sao? Vậy thì ta phải chúc mừng cho thần tướng quân đó. Chúc mừng cho ta? Tại sao chúc mừng cho ta? Trừ được Ngũ Tử Tư, tướng quân có thể thành đại nghiệp. Thành đại nghiệp gì hả? Sở Dương có thể thôn tính Tần Quốc. Thần Bao Tư không phải thuộc loại dân ơn bộ nghĩa vô liêm sĩ đâu. Đại Tần đã giúp Đại Sở phục quốc, tôi làm sao dám xúc phạm? Chỉ sợ Tần Dương không nghĩ như vậy đâu. Tại sao lại nói vậy? Đường Kim Thiên Tử, Châu Thiên Tử nhu nhược bất tài, chư hầu các nước ai cũng muốn thay thế hẳn hết. Vì vậy giành lấy thiên hạ của hết trường thế lực, nhưng kiếm quân thì dễ dàng, tướng soái khó tìm. Ngũ Tứ Tư đã trừ, thân tướng quân sẽ là người đầu tiên của tướng soái. Xin hỏi tướng quân, ông có phục vụ cho nước Tần không? Thân Bao Tư là người nước Sở, tại sao lại phục vụ cho nước Tần? Nếu Sở quốc phục quốc Sở Dương thay thế Châu Thiên Tử, ông có bao giờ mang binh đánh giặc giùm cho Sở Dương hay không? Thân Bao Tư không dám cãi Dương lệnh. Thân tướng quân, người hãy nghĩ lại xem, nếu như người là Tần Dương, người có thể thả hổ về rừng hay không? Nếu như người không giết Tần Dương, Tần Dương sẽ giết người, người không có chỗ giảng hồi. Không bao giờ. Sau khi Tần Dương giết chết người, sau đó giết chết áo chúa của người, đó gọi là nhổ cỏ tận gốc. Tần Dương và Đại Dương có giao tình nhau mà. Những người làm đại sự không bao giờ nói tới tình nghĩa. Không bao giờ. Con người của Tần Dương đa nghi đa kỵ, lòng dạ độc ác. Đừng nói nữa, tôi không có nghe đâu. Người không nghe thì sự việc sẽ không xảy ra sao? Tần Dương sẽ giết chết người trước. Không bao giờ. Người không thể tự mình lừa gạt mình. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Hy vọng tướng quân tính toán cho tương lai. Đừng nói nữa, ta không nghe đâu. Tướng quân, ta tính toán giùm cho người. Những người làm đại sự thì lòng dạ nhất định phải độc ác. Ta không nghe. Ta không nghe đâu. Đừng nói nữa. Chuyện gì đây? Đại Dương hạ lệnh triệu gấp Tôn Võ vào cùng. Tướng công tự nhốt mình vào trong phòng mấy ngày rồi. Đúng vậy, khuyên không có nghe. Tôn Võ, mở cửa đi.
tướng công, mở cửa đi. Ông chủ, ông chủ à. Không ngờ ông chủ ngay cả tôi cũng không chịu gặp nữa. Tướng công à, sứ giả của đại dương tới rồi, kêu huynh vào cung có chuyện muốn bàn kìa. Tôn đại nhân, đại dương hạ lệnh bất cứ giá nào cũng phải mời Tôn đại nhân trở về, có việc quan trọng bàn bạc. Tôn đại nhân, Ngũ tướng quân đã mất tích rồi. Tôn đại nhân à, đi, đi đi, đi đi. Về bấm lại với phụ dương, nói là Tôn đại nhân mà trong người, sau khi lệnh bình lập tức trở về gặp phụ dương. Công chúa, đừng nói nhiều nữa, lui ra đi. Dạ. Nếu tử tư có thể giữ được mạng, nhất định là quỷ cốc tử vẫn còn chưa đích thân ra trận. Tôn võ, thái độ gì kỳ vậy? Ông tưởng nhốt mình trong phòng ở cả cuộc đời hay sao chứ? Rắn không đầu không xong, gia đình này ông làm chủ mà. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do ông quyết định cả. Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Hành hạ cả chúng tôi nữa. Anh em có ông quan trọng, không lẽ người nhà chúng tôi không quan trọng sao? Ông có bao giờ nghĩ giùm cho tôi và bố bối? Ông có bao giờ nghĩ giùm cho con chúng ta không? Nếu không có ông, chúng tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôn võ, ông ấy mau mau mở cửa đi. Tôn võ à, Tôn võ, tôi năn nỉ ông hãy mau mau mở cửa đi. Ông đừng có làm vậy nữa mà. Chúng tôi không thể không có ông đâu Tôn võ. Tôn võ, tôi năn nỉ ông mà. Tướng quân, chúng ta đã đi một đoạn đường dài, hay là nghỉ chút đi. Tướng quân, không sao chứ? Tướng quân không sao chứ? Tướng quân, ngồi đợi tôi chút. Tôi đi kiếm chút gì ăn đã. Tướng quân đừng có đi đâu. Phu nhân à, tiếp tục như vậy thì đường của chúng ta sẽ không đủ nữa. Nếu như tướng quân đã thoát hiểm thì ta biết tự mình về nhà mà. Tướng quân nhất định đã gặp sự bất trắc nên không thể về nhà, phải cần sự giúp đỡ của chúng ta. Phu nhân, trời đất bao la, chúng ta đi tìm như vậy thì mỏng manh lắm. Nếu mấy người sợ cực khổ cứ về trước đi, một mình tôi tiếp tục tìm. Đại thúc có nhìn thấy quân binh của nước Ngô không? Muốn tìm quân đội nước Ngô à? Tìm không được đâu. Tại sao? Vì các người gặp phải sơn tặc. Phu nhân, cứu lại! Phu nhân ơi, lấy tiền đây nha, lấy tiền ra, đừng làm ẩu nha. Phu nhân, phu nhân, chạy đi phu nhân à, phu nhân à, chạy đi, lấy tiền ra đây, lấy tiền ra bao lên, tiền đây, lấy tiền ra, phu nhân à, chạy bao đi, phu nhân, phu nhân à, chạy bao đi, chạy bao đi, phu nhân à, chạy bao đi, chạy bao đi, phu nhân, phu nhân à, phu nhân à, chạy bao đi, đừng có sợ. Chạy đi phu nhân, chạy mau đi, chạy mau đi mà. Phu nhân đừng có sợ, chạy đi, tụi nó đuổi theo không kịp đâu. Phu nhân à, chạy đi, chạy mau đi. Phu nhân à, chạy mau đi, đừng có sợ mà. Đừng lo, chạy mau đi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Hiền, Hiền à, đứng dậy đi Hiền à, tỉnh dậy đi Hiền, tỉnh dậy đi Hiền à, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.
là tướng quân phu nhân phải không? Các người là? Chúng tôi là thuộc hạ của tướng quân. Tướng quân đâu? Tại sao các người lại như vậy? Những người khác đâu? Chúng tôi đã bị quân Tần đánh bại. Tướng quân đâu? Tướng quân đâu? Tôi nghĩ tướng quân chắc gặp nạn rồi. Chắc không đâu. Không đâu. Có người có nhìn thấy thi hài tướng quân không? Tôi nghe người ta nói tướng quân đã bị quân Tần bắt đi làm tù binh rồi. Còn có người nói tướng quân đã núp trong núi. Bánh bao nóng mới ra lò đây, bánh bao nóng mới ra lò đây. Nóng hổi nè, bánh bao đây, ai mua bánh bao đi. Hey, mua đi. 2 đồng tiền 3 cái, có mua hay không? Tôi mua 1 cái. Được. Nè cô nương. Hey, em trộm, đứng im. Nè, đừng chạy nha. Nè, đừng chạy. Cái người này trông quen mặt quá. Đứng im. Nè, đừng chạy nha. Đừng có chạy như vậy. Đừng có chạy nha. Đến cho mày chết nè. Giảm ăn cắp hả? Cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Giảm ăn cắp hả? Cho mày chết nè hả? Giảm ăn cắp của tao. Đến cho mày chết nè. Làm gì? Tại sao ác dữ vậy? Tôi trả tiền giùm cho. Người vậy? Bà là? Tôi là phu nhân của tướng quân. Phu nhân của tướng quân? Phải. Phu nhân là bà hả? Tại sao lại như vậy? Ngũ tướng quân đâu? Ngũ tướng quân đâu? Làm sao vậy? Nè, sáng lên. Làm sao vậy? Không xong rồi. Tướng quân và tôi đều núp ở trong núi. Tướng quân nói là không có mặt mũi. Không mặt mũi gì gặp đại dư. Tôi không thể nào bỏ tướng quân một mình. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau. Làm sao vậy? Nè, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Trong núi chỉ có cây cối và chim muông. Tướng quân đã 1 tháng rồi không nói câu nào với tôi hết. Tôi cũng không muốn đi ăn cắp đồ, nhưng mà tướng quân không ăn không được. Chúng tôi còn phải đánh trận và phải đánh thắng. Phu nhân, đừng nói nữa. Thôi chúng ta đi đi. Chúng ta lên xe. Nè, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Chúng ta đi tìm tướng quân nha. Tỉnh dậy đi. Đừng có chết. Chúng ta đi tìm tướng quân mà. Chúng ta sắp tới rồi. Tỉnh dậy đi. Đừng có chết. Đừng có chết mà. Tướng công, ở đâu vậy? Ra đây đi. Tướng công, tướng công ở đâu vậy? Tướng công hãy mau ra đi. Tướng công, ra vào đi. Tướng công, tướng công, tấn công à?
ông đã ở đây bao lâu rồi? Ta không biết. Biết rõ thì làm sao? Tướng công, Đường Đường là một vị tướng quân, tại sao lại ở tại chỗ này? Tướng quân là một vị tướng quân đã bại trận. Đi tiếp nấu nước. Ở đâu có nước? Tiếp đi kiếm. Hãy thay đồ ra để tiếp giặc cho tướng công. Nàng đi về đi. Tướng công nói gì? Ta kêu nàng đi về. Thiếp công về, trừ phi chúng ta về chung. Tướng công, thiếp là vợ của tướng công, không cần biết tướng công đi đâu, thiếp đều theo. Không cần biết tướng công làm gì, thiếp đều giúp. Đừng có đuổi thiếp đi một mình nữa. Muôn vàn cực khổ mới tìm được tướng công thôi. Để tiếp ở bên mình lo cho tướng công được không? Hả? Vĩnh Cầm! Vĩnh Cầm! Vĩnh Cầm! Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cứ nhìn thấy người đàn bà thân hình ốm ốm, mặc chiếc áo màu tím và trên đầu quấn chiếc khăn màu tím. Chưa hề gặp. Tôi chưa có hề gặp. Đi đâu vậy? Ta đã kiếm nàng suốt cả ngày nay. Tại sao nàng nằm chỗ này? Thiếp muốn tìm chút kẻ rừng, kết quả đi lạc đường. Thiếp nhức đầu quá. Nàng bị sốt rồi. Thiếp không sao đâu, nghỉ một chút sẽ khỏe lại liền. Tướng công, đừng tìm đại phu nữa. Yên tâm đi, ta sẽ có cách kiếm tiền để đưa nàng đi gặp đại phu. Đi đâu kiếm tiền bây giờ? Đang đánh giặc khó kiếm được tiền lắm. Ta có cách rồi. Ngồi đi chờ một chút nha. Tướng công, đừng có. Không sao.
Bản báo kiếm đây. Đây là thanh báo kiếm. Chém sắt như chém bùn. Báo kiếm làm bằng nguyên thiết. Kiếm bán sao? 3 đồng tiền. 3 đồng tiền? Vậy không phải là bảo kiếm rồi. Nửa giờ chiến loạn, bà cái sắc mục này ở đâu mà không có? Hơi khùng điên. Bảo kiếm đi. Bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Bảo kiếm đi. Bảo kiếm làm bằng nguyên thiết. Đại phu à, vợ của tôi bị bệnh phong hàn. Chẩn bệnh 3 đồng, tiền thuốc tính sau, trao tiền trước, chẩn bệnh sau. Thiếp không sao, khỏi cần khám nữa. Nằm suốt cả ngày đêm, sốt lại không bớt. Đại phu à, vợ của tôi đang bị trọng bệnh. Ai tới đây cũng nói trọng bệnh, hễ nếu có tiền thì chẩn bệnh ngay, còn nếu không có tiền, cho dù bệnh nặng cũng không chẩn. Không làm thế chết mà không cứu. Đừng có ở đây chết nha, hãy đi xa giùm tôi đi. Tương công, đừng làm vậy. Năm trước công nguyên, Thân Bao Tư hỏi siêu Tần Quân. Tần Quân đánh hạ Ngô Quân. Tâm nguyện của Thân Bao Tư cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tần Thành. Nè nè nè, mọi người uống rượu đi. Uống đi. Mời. Nước Tần chúng ta lâu lắm chưa có đánh một trận chiến thắng lớn như vậy. Tất cả đều là nhờ tướng quân Thân Bao Tư. Quân đội Tần Quốc thiên hạ vô địch, đại dương lại là anh minh hiền đức, làm gì mà không thắng được. Thân tướng quân thiệt biết nói chuyện ha. Bây giờ nước Ngô đã trừ nước Sở đã được bình phục, chúng ta hãy bàn bạc thử xem đại kế sau này đi. Thân Bao Tư đã nghĩ ra kế sau này rồi. Hãy nói ta nghe. Thân Bao Tư và thiếu chúa làm phiền đại dương lâu vậy, phải nên về nước rồi. Hai nước Tần Sở đã bị chiến tranh tàn phá, cần phải kiến thiết. Đợi thiếu chúa về nước rồi chủ trì đại cuộc, thì hai nước Sở Tần từ nay đời đời hòa thuận, kết liên minh lo lắng cho nhau. Chỉ vậy thôi à? Đúng vậy. Thật ra với tài lãnh binh của Thần tướng quân, tại sao không gia mình Đại Tần để mà lập đại nghiệp chứ? Thân Bao Tư tận trung Sở Quốc, có câu trung thần bất thờ hai vua, đa tạ đại dương thưởng thức. Đại Tần không có được Thần tướng quân, đó là một việc ân hận của bổn vương. Thần tướng quân, bổn vương nghĩ tới một người, không biết có xài được không? Đừng bao giờ sử dụng. Tuy người này bị nhốt tại thiên lao, nhưng lại có thể chiến thắng ngoài ngàn dặm. Đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng có thể nhìn rõ động tình ở ngoài chiến trường. Đại vương, Thần tướng quân, ông rất kính phục người đó mà. Đại vương, tranh bá thiên hạ, trục lục trung nguyên, ngoài việc binh cường mã tráng, còn phải có hùng đồ đại chí. Bổn vương chỉ có hùng đồ đại chí dưới tay, lại không có những người hùng tài dĩ lược. Xin đại vương đừng sử dụng bị cốc tử. Thần tướng quân thì thần cờ diệu toán, biết rõ bổn vương định nói đến quỷ cốc tử,
Đại vương, Quỷ Cốc Tử là yêu nhân đó. Bổn vương muốn xem yêu nhân kia có bản lãnh như thế nào. Quỷ Cốc Tử lại có thể ở tại Thiên Lao chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân của Đại Tần, chiến thắng quân đội nước Ngô hùng mạnh. Xin đại vương đừng nên gặp hắn. Tại sao? Tổ tiên của đại vương đã có di huấn. Nếu có thể làm mạnh nước Tần, chiếm hết Trung Nguyên, tiên vương sẽ tha thứ cho bổn vương mà. Đại vương, thần tướng quân đừng có nhiều lời, bổn vương đã quyết định rồi. Quỷ Cốc Tử, vậy chứ ngươi là một người như thế nào? Bay đầu, chuẩn bị xe ngựa. Quỷ Cốc Tử đã đợi ngươi 30 năm rồi. Tại sao biết rõ là bổn vương? Bước chân thì khoan dung, phong phạm của vương giả ở trong Tần quốc đâu còn có ai phong độ như vậy chứ. Quỷ Cốc Tử thật sự còn sáng mắt hơn những người thường nữa đó. Đa tạ sự khen thưởng của đại vương. Lúc nãy người nói đợi ta 30 năm, tại sao lại nói như vậy? Quỷ Cốc Tử đã bị người đời hiểu lầm. Tiên vương lại lầm nghe sàm ngôn, đã nhốt ta tại đây 30 năm trường. Quỷ Cốc Tử ngài ngóm đêm mong, mong mỏi có thể tái xuất giang hồ và góp sức giúp cho Tần quốc. Ta chờ đợi tới ngày hôm nay. Ta đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chờ đợi cho đến ngày hôm nay sao? Chờ đợi cho tới hôm nay, chờ tới vị đại vương hiền minh này. Quỷ Cốc Tử, ngươi không biết tiên vương có gì quấn, vương tộc của Đại Tần ta không thể gặp mặt để mà nói chuyện với ngươi hay sao? Tuy rằng chưa nghe, cũng hiểu rõ được 8 phần. Quỷ Cốc Tử 30 năm qua chưa bao giờ tiếp xúc với những người trong vương tộc. Nếu không có lệnh thì đâu có thể nào như thế này. Vậy chứ người tại sao lại thấy rõ bổn vương sẽ cho người xuất ngục để cho người trùng xuất thiên hạ chứ? Tại vì đại vương có ý chiếm lấy thiên hạ, nhưng không có tướng tài như lãnh quân Thân Bao Tử, tuy dũng nhưng không đủ mưu lực. Còn Quỷ Cốc ta nổi tiếng là người có rất nhiều mưu lực. Ý kiến của ông làm sao mới có thể xưng hùng thiên hạ? Bây giờ thiên hạ hỗn loạn, nếu muốn xưng hùng thì phải bình loạn, xử thảo phạt hết những kẻ đối kháng với Đại Tần. Và còn nữa, những người chịu hợp sức với Đại Tần thì chúng ta an ủi họ, thiết lập thành hoài, sau đó thừa cơ phá kích. Những kẻ yếu bất tài buộc các lỗ chư hầu trao ra quân đội, như vậy đại vương có thể thống nhất được thiên hạ rồi. Thần Bao Từ tham kiến đại vương. Thần Bao Từ ngồi đi. Tạ đại vương. Đại vương, thần tướng quân tới thiệt đúng lúc, bổn vương có chuyện đang tìm đó. Kẻ hèn có việc muốn tìm đại vương. Thần tướng quân nói trước đi. Không biết đại vương và Quỷ Cốc Tử đã nói những lời gì? Đại vương, đại vương cười cái gì? Bổn vương định bàn với người về cái việc đó đó. Việc gì? Bổn vương và Quỷ Cốc Tử bàn bạc việc quyết định quỷ nhiệm tướng quân làm đại nguyên soái Phạt Ngô đó. Đại vương, Phạt Ngô rồi cướp việc, sau đó tru tài diệt tấn, cuối cùng thống nhất thiên hạ, hoàn thành cơ nghiệp vạn thế của Đại Tần ta. Đại vương à, về chuyện đó không được đâu. Ý thần tướng quân bây giờ là nước Sở đã khôi phục, là có thể bỏ đi như vậy không lo gì tới bổn vương có phải không? Thần Bao Tư không dám. Nhưng mà bây giờ bổn vương nhờ giả tướng quân, thần tướng quân đồng ý hay là không? Đồng ý hay là không đồng ý? Chắc là Quỷ Cốc Tử, nhất định là Quỷ Cốc Tử đã mê hoặc đại vương rồi đó. Quỷ Cốc Tử là thừa tướng của Đại Tần, làm sao mê hoặc bổn vương? Bổn vương đã quyết định, thần tướng quân nếu không đồng ý mệnh lệnh của bổn vương thì Tần Sở từ nay sẽ là kẻ thù. Thần tướng quân thôi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. À,
công tử. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Tránh ra, làm gì vậy? Đại dương, đại dương khí huyết suy yếu, tâm trạng lao tổn, cần phải nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều hơn nữa. Đừng có lao tâm lao lực nữa nha. Từ lúc ngủ tướng quân mất tích tới giờ, bổn dương không thể nào yên giấc được. Đại dương, đại dương, đã có tình báo rồi. Tần Quốc và Sở Quốc đã liên minh với nhau, họ chuẩn bị đưa quân vào nước Ngô. Cửa? Cái gì? Đại dương, đại dương. Thái tử thật là thông minh hơn người. Trong vòng mấy ngày đã có thể chế tạo ra biết bao nhiêu khí cụ. Toàn là nhờ thái phụ dạy dỗ. Làm đồ giả thì dễ, nhưng mà thật sự tới lúc tác chiến, thành công hay không thì không dễ dàng. Thái tử suy nghĩ chu toàn. Sau này lên chức quân vương của Đại Ngô, nhất định sẽ thống lãnh Đại Ngô, dẫn đỉnh Trung Nguyên và khóa trường quốc hoài. Phu sai ta, hy vọng có thể được như lời nói của thái phụ. Chuyện gì gấp gáp vậy? Thái tử, đại dương đã... Phụ dương thế nào? Đại dương bóng dương lâm trọng bệnh, mời thái tử lập tức hồi cung. Phụ dương, phụ dương, phụ dương, phụ dương, phụ dương. Vô sải con, có gì rồi hả? Dạ. Được. Phụ dương, phụ dương thế nào? Không sao chứ? Bổn dương... Phụ dương, phụ dương, bổn dương xem ra không còn sống được bao lâu. Không đâu phụ dương, không đâu phụ dương à. Phụ dương nhất định sẽ bình phục, phụ dương sẽ bình phục. Đừng ăn mũi bổn dương. Tuy rằng người không phải là con ruột của bổn dương, nhưng bổn dương giữ xem còn giống như là con ruột. Đợi bổn dương 100 năm rồi sẽ truyền ngài vàng lại cho con. Phụ dương xin đừng nói như vậy, xin đừng nói như vậy. Nhưng mà bây giờ Sở Tần liên hợp đại quân xâm lấn, giờ lúc này mà truyền ngài dạy cho con thì là tội cho con quá. Trừ phi Ngũ Tứ Tự và Tôn Võ có thể hỗ trợ cho con, bằng không bổn thư chết không có được nhắm mắt đâu. Phu dương, phu dương à, nhưng mà Ngũ Tứ Tự và Tôn Võ, một người chiến bại mất tích, một người ở ẩn điền viên, mình đâu có làm gì được chứ. Không, 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 con không hiểu đâu phu sai. Ngũ Tứ Tự và Tôn Võ giống ngạch như một đôi đũa, thiếu một cũng không được. Họ phải hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ Ngũ Tứ Tự chiến bại là tại vì thiếu Tôn Võ. Tôn Võ sở dĩ nguy ẩn là tại vì đã giận nhau với Ngũ Tứ Tự. Nếu hai người hợp tác, Đại Ngộ chúng ta tuyệt đối sẽ không có hoàn cảnh sống như ngày hôm nay. Thật không ngờ giang sơn của Đại Ngô lại đứt đoạn vào trong tay của bổn dương như vậy. Ta thật đau lòng lắm. Phu dương, phu dương, phu dương, phu dương.